Nắng lên rồi ta ra ngồi ghế đá. Ủa quên, này đâu phải ghế đá. Ta ra ngồi ghế gỗ. Gỗ gì nữa, ngồi gì được nữa mà ngồi khổ ghê vậy. Mà cái ông Tư này mệt ổng ghê á. Ổng cứ qua ổng ngồi cái ghế gỗ của mình không à. Mà nhà ổng có salon sao ổng không chịu ngồi ta. Làm như ổng này ổng keo kìa, ổng ngồi ổng sợ hư lông của cái bộ sa ổng hay sao á. Mệt ổng ghê vậy. Nó qua ngồi ghế gỗ của mình. Trời ơi, bây giờ nó siêu dẹo hết rồi. Bây giờ nó đâu. Đó thấy không, đụng vô là tanh bành hết rồi. Mới Năm vậy ơi vậy? Năm ơi Năm có nhà không Năm? Trời, nhắc tiền nhắc bạc đỡ rồi. Ông nội này ông chết chắc linh dữ lắm. Năm ơi Năm, thương Năm nhớ Năm tất cả gì Năm. Sao có hôm nay không lên tiếng à? Bộ không muốn tiếp khách hả? Dạ. Bộ không còn thương tôi như ngày nào hả? Này bậy bạc. Vậy? Ông nói hồi hàng xóm ta nghe xong ta dọn nhà ta đi ở chỗ khác, còn mình tôi với ông á. Vậy sao không lên tiếng? Lên tiếng gì? Ta bận. Thấy anh đang mặc đồ mà. Nó phải bận đồ. Anh bận gì? Coi lại cái ghế. Cái ghế của anh nó mục tới xương sườn rồi. Anh để nó đi, không ai lấy đâu. Mất mớ gì phải coi ghế, cạnh ghế. Đúng rồi, lấy thì không ai lấy đâu. Nhưng mà ngồi có người đặt mông ngồi. Mới nhắc cái ngồi liền, thấy không, thấy không? Cái gì vậy, làm gì vậy? Cái ghế anh nó cũ kỹ rồi. Giờ ngồi có hư nữa cũng đâu có sao. Anh mắc cười quá à. Mắc cười cái gì? Anh em nhau không à? Tôi nói thiệt, tại sao có biết bao nhiêu cái ghế của làng xóm mà tôi không ngồi. Tôi qua ngồi ghế anh. Là tại vì tôi thương anh. Thương gì? Đó là tình làng nghĩa xóm. Đó hàng ngày tôi qua anh. Nhiều khi tôi đi vườn vườn trong khu vườn này, tôi thấy cảnh vật nó đẹp, nó mát. Cái ghế anh về nó có vườn bông, vườn hoa. Mình ngồi ở đây mình nhớ lại cái tuổi học trò của mình. Đúng không? Tôi muốn tôi ngồi cái ghế của anh để hỏi thăm sức khỏe anh, coi tình hình anh như thế nào. Lỡ có chuyện gì tôi còn lo kịp. Đúng không? Ê, anh trù tôi hả? Không phải trù, là bà con lo sớm nhau. Mình phải yêu quý nhau, đoàn kết với nhau. Đúng không? Tôi nói anh vậy. Không có được ngồi. Nó nói ngồi cũng ngồi hoài. Có cái ghế à? Tại sao nết kỹ với tôi? Kỹ cái gì? Sao nhà anh qua anh ngồi đi. Nhà anh có ghế mà. Ôi ghế nhà tôi ngồi mà là còn gì để nói nữa. Sao qua nhà ngồi ghế tôi? Ghế salon anh mệt thiếu gì xong ngồi. Ủa anh biết nó là chữ salon. Thời tiết như vậy mình ngồi nó hư da. Da gì? Cái da ghế bố. Mắc cười quá. Đúng không? Cái ghế salon nó là bằng da. Mình ngồi vừa hư da nó vừa hầm hầm da mình nữa. Mà không tốt, thành ra tôi muốn qua đây tôi ngồi cái ghế cây của anh. Ngồi như vậy á, để tâm tình với anh thôi. Trời thôi. Tôi nói là không có ngồi. Nhưng mà tôi biết rồi. Biết gì? Anh nói vậy thôi. Anh nói cái, anh đưa ra cái lý lẽ tại sao anh không ngồi cái bộ ghế salon của anh. Sao? Nhưng mà tại vì anh lỡ rồi. Lỡ gì? Cũng phải đặt chảnh chẹ. Mua ghế salon thôi, ta mua cái ghế mà cái size của người Việt Nam mình ngồi đi. Không chịu. Mày đặt lựa cái size người nước ngoài đem về. Mày nhìn đi coi. Trời ơi. Mày đặt chảnh leo lên ngồi salon. Ngồi xong ủa? Cái chân tôi để đâu vậy? Để đâu có đụng đất đâu. Đúng không? Cho nó ghế cao quá. Anh nói á thì có cái lý của anh. Nhưng mà tại vì anh ở nhà vách dán, mái tôn, nền đất, anh không có hiểu thế nào là căn nhà sang trọng hết. Sang trọng sao? Nhà tôi sắm 3-4 bộ ghế salon. Đúng không? Vậy là nhà tôi phải giá trị cỡ nào? Gạch bông lót bằng kiến không? Cái gạch mà nó men nó bóng lên bằng kiến luôn. Vậy hả? Tôi mà ngồi ghế salon tôi để hai cái giò tôi xuống, nó phải là mòn gạch bông, nó hư gạch bông không? Nó sẽ là mờ bằng mặt kiến không? Đúng không? Vừa hao ghế mà vừa hao gạch bông. Đúng không? Thì ra là tại vậy. Là tôi không thèm ngồi thôi. Chứ tôi là tôi biết mà. Biết sao? Ở đời là nó vậy á. Con ra sao? Giàu thì người ta ghét. Nghèo người ta khinh. Thông minh quá người ta đố kỵ. Anh đố kỵ tôi chứ gì? Đúng không? Đúng không? Anh ganh ghét tôi chứ gì? Không phải ganh ghét, nhưng mà tôi nói vậy là ý là anh là đấy. Trong nỗi niềm lì ghê, tôi nói đừng có ngồi, cứ ngồi hoài. Có cái ghế không à? Ngồi hoài anh không cho. Con người ích kỷ vậy. Giờ tôi ngồi nè, anh làm gì tôi không? Nhưng mà tôi đã. Cái gì vậy? Cái ghế bị hư rồi. Hư xong rồi thì tôi có nói được đâu. Tôi đã cản anh rồi mà anh mồm hai anh chùm sò. Anh keo kiệt quá, anh quyết định anh ngồi. Bây giờ anh té cho anh đáng đời.